Xin được kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Chúng ta đang có mặt tại sân vận động Hòa Xuân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng năm 2023 giữa hai câu lạc bộ, đó chính là đội chủ nhà Quảng Nam cùng với các vị khách Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu thuộc lượt trận thứ 8 của Naipot V-League 1 2023-2024. Cầu thủ cũng nằm trong danh sách triệu tập của Philippe Trousseau, Ribario. Đó chính là sự lợi hại của Ribario. Tình huống có bóng đầu tiên, và đó cũng là pha bóng tấn công nguy hiểm sắc nét nhất mà Đông Á Thanh Hóa có được tính cho tới thời điểm này. Và cá nhân Ribario đã tiếp tục trở thành đầu tàu của đội bóng xứ Thanh. Bóng pha xử lý cực kỳ tự tin, không vượt qua được Stephen. Rất nguy hiểm. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Như vậy là đã có bàn thắng. Một pha bóng thật sự mà có lẽ là chúng ta vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với những pha bóng vừa rồi của hàng thủ đội chủ nhà. Bóng được phá đi phá mãi nhưng quả bóng không chịu ra. Đình Bắc, đây là cơ hội cho Paulo Cordero. Không vào. Cú đá quá chất lượng của Cordero. Ngọc Hiệp. Cơ hội. Nhưng không có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Tưởng chừng như tình huống vừa rồi, quả bóng phải được đưa vào lưới của Đông Á Thanh Hóa. Nhưng Xuân Hoàng đã có một pha bóng lăn xả và cũng rất dũng cảm. Chúng ta cùng nhau theo dõi lại pha bóng này. Lâm Tiên Phong. Vẫn là Lâm Tiên Phong. Thêm một tình huống mắc sai lầm nữa đến từ hàng thủ của câu lạc bộ Quảng Nam. Ribario. Rất đáng tiếc. Mâm cổ đã dọn sẵn nhưng Ribario lại từ chối. Chúng ta một lần nữa được theo dõi lại pha bóng không dứt khoát của Ngọc Hiệp. Lâm Tiên Phong đã hút người hoàn toàn. Pha bóng chưa thực sự dứt khoát. Cơ hội là vẫn còn. Trọng Hùng. Và tiếng còi cất lên. Cú vào bóng quá lộ của Eze Stephen. Penalty rồi. Đây là một pha bóng như thế. Ribario. Không vào. Quá tuyệt vời, Tống Đức Hằng. Ribario đã không thể đánh bại được số 26.